đây chính là những đường phố tăng tốc tiến lên tỏa sáng everywhere I go. Liên đầu lạnh tim nóng Vinverse you. Ba tuyển thủ của bảng B đã lần lượt trình diễn những phần showcase mãn nhãn và cực kỳ ấn tượng. Đón xem phần showcase của 4 tuyển thủ bảng A. Hai tuyển thủ nào sẽ tiến vào battle tranh hạng? Ai sẽ là quán quân mùa đầu tiên của Street Dance Việt Nam? Mirinda, ngọn sóng lưỡi bừng sáng tạo. Đến với Street Dance Việt Nam 2022 mùa 1, bước vào phim trường để ghi hình, xung quanh mình là 200 dancer rồi ekip máy quay, các captain, rất là nhiều thứ mà nó mới mẻ với mình. Mình cảm thấy không được tự tin hẳn từ vòng casting cho đến vòng audition mà cho đến tận bán kết. Mọi người hay trêu mình khá là thô, đa số mình hay đội mũ để đỡ đi một cái phần nào đấy mình ngại trước đến quay máy quay. Second is amazing before Sonic. Congratulations. Được vé cứu của Ibuki tạo lên động lực và tinh thần cho mình tiếp tục cái hành trình tâm huyết với nó hơn. Cái duyên em vào được với chị Bảo Anh và các tuyển thủ còn lại rất là kỷ niệm đẹp cho suốt hành trình Street Dance Việt Nam. Mọi người luôn luôn đồng hành với nhau lúc cần, gọi là có. Và đến bây giờ em nhận ra quá nhiều bài học và quá nhiều kinh nghiệm và quá nhiều tình cảm để lại những cái vòng thi khắc nghiệt. Mình đã nhảy một cách rất là thoải mái. Vào chung kết muốn shout out cho thể loại của mình là breaking. Mình muốn đưa những cái thuần nhất của b-boy lên trên sân khấu và một tinh thần breaking luôn luôn năng lượng, luôn luôn chiến đấu. Đây là đêm công bố quán quân của Street Dance Việt Nam 2022. Shit, tell you.
Một tràng pháo tay cho phần trình diễn của Sonic Boom. Một phần trình diễn rất điện ảnh thưa quý vị. Không làm được cái bài thi của mình như mình mong đợi. Cảm giác hoang mang ấy. Không biết là sẽ như thế nào mà không dám nhìn thẳng vào mặt khán giả cũng như là Captain ngồi trước mặt mình là chị Bảo Anh. Anh em voting. Vâng thưa quý vị, và với phần biên đạo của biên đạo Phước Ly, phần trình diễn của Sonic Boom và đồng đội của mình rất là ấn tượng, nghẹt thở với những cái pha nhào lộn cực kỳ nguy hiểm, nhiều những cái dàn dựng mang tính điện ảnh, có flashback, có dẫn dắt ánh sáng. Dĩ nhiên là có một số những cái nó diễn ra không như chúng ta đã luyện tập. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự cố gắng và một phần trình diễn đầu tư chất xám cực kỳ của Sonic Boom và Phước Ly ở đây. Mình lấy ý tưởng từ một người anh và anh nói với mình một câu mà đến tới tận bây giờ mình vẫn không bao giờ mình quên. Đó chính là cái câu mà dù có chuyện gì đi nữa thì anh em mình vẫn mãi là anh em. Ly nghĩ là tới khi Ly già như thế này, Ly còn mãi là anh em nữa hay không? Và cái tình yêu của Wrecking, của tất cả anh em B-Boy cống hiến cho Hip Hop, nó còn đó không? Mời mọi người. Ly muốn xây dựng một cái phần routine rất là khó cùng với cái đạo cụ là ghế và gậy. Tôi nói boom phải xoắn đầu trên tay của hai bạn để có thể xoắn được trên đó thì thực sự rất là khó. Chúng tôi sử dụng tay và là cái sự kết nối của Wrecking với nhau thể hiện ra được cái sự đoàn kết. Cái phần ghế cao 2m, sau đó boom phải từ trên đó nhảy xuống. Những cái chiếc lớn mình lỗi do lần nhất do mình. Tuy là bài của mình nó không được hoàn hảo nhưng mình đã là chính mình, đã làm được một cái gì mình mong muốn. Mình đến với Street Dance là đem lại một bài sâu cây phần về Wrecking. Cảm ơn anh Phước Ly, cảm ơn tất cả các anh em đang ở trên sân khấu đã hỗ trợ boom. Nhìn mọi người hóa trang già đi như thế làm bọn anh nghĩ đến bọn anh của mấy chục năm nữa. Rồi mình nhìn lại, mình sẽ cảm ơn cái khoảnh khắc này, bởi vì chúng ta đã sống hết mình cho đam mê. Đối với bọn anh đó, B-Boy Sonic Boom, skill của thầy thứ hai thì không có ai thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà mình trình diễn cũng hên xui đấy thầy nhờ. Cảm ơn boom ngày hôm nay đã làm hết mình. C2 rất là thương Boom. Đến với chương trình ấy, Boom không có những cái điểm sáng như là những cái B-boy khác về cách ăn nói hay là bất cứ một cái gì đó trên truyền hình. Nhưng mà thật chất á, Boom là người có kỹ thuật tốt nhất trong tất cả B-boy ở đêm chung kết này. Tinh thần của Hữu rất là chiến, Hữu không sợ bất kể cái thử thách nào hết. Thử thách nào đến, Hữu sẽ vượt qua được hết. Em đến từ Fusion Crew Nghệ An và hiện em đang hoạt động Club Battle Hà Nội All Star Breaking. Em ở trong giới Breaking thì là bé tuổi, nhưng mà em được tham gia sớm vào với bộ môn này từ năm lớp 5. Em tập được khoảng 16 năm rồi. Em tham gia Street Dance, đây là trải nghiệm đầu tiên của em tham gia một show truyền hình về nhảy. Cái kinh nghiệm em chưa có để tỏa sáng những cái lúc cần, nhưng mà em luôn luôn cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Anh có một cái lời khuyên dành cho Sonic. Em đang sở hữu rất là nhiều những năng lượng và technique của rất là nhiều người. Khi nhảy múa người ta mơ ước với body đó, với kỹ thuật đó, với gương mặt đó. Đó là tất cả những vũ khí tối tân nhất cho một dancer. Cái em thiếu duy nhất bây giờ là cá tính. Cho anh thấy điều đó. Và khi anh thấy điều đó, em sẽ là một quán quân nào đó trong một thế giới nào đó. Chắc chắn là như vậy. Chúc anh thành công. Sonic Boom, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sắp sửa được chứng kiến một màn thi mà tôi tưởng chừng như là mình sẽ không được xem trong đêm chung kết, bởi vì những con người tuyệt vời nhất của bộ môn này đã không ở lại. Nhưng ngày hôm nay, một người không từ thể loại này sẽ đại diện cho cộng đồng này thi bộ môn popping. Thưa quý vị, Đăng Quân. Khi quyết định đến với Street Dance Việt Nam, mục tiêu của mình muốn được đứng trên sân khấu, có được những khán giả xem những cái gì mà mình ấp ủ trong những cái thời gian mà mình tự luyện tập. Tinh thần đồng đội của team Chipu luôn là bùng cháy. Cảm xúc của mình trong cái vòng chung kết bây giờ chỉ lên và thể hiện những cái gì mà mình cảm thấy thích. Mình muốn nhảy nốt ở những cái giây phút cuối cùng. Mình là chơi popping nhưng mình lại không đưa được cái thể loại của mình vào chung kết của Street Dance. Đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Mình tin rằng với những cái cá tính mà rõ nét của bốn anh em và mình nữa thì đây sẽ là một cái tiết mục sẽ rất là đặc biệt. Và cái thể loại popping cũng là một cái thể loại, nó là cái nguồn gốc của Street Dance. Mình sẽ hỗ trợ Đăng Quân để thực hiện một bài popping đỉnh, gọi là nhất nhì Việt Nam này luôn đi. Thank you.
Rất là vui, rất là sướng. Bởi vì bọn mình biết là bọn mình đã làm rất là tốt. Tự hào lắm vì tất cả anh em đều làm tốt hơn trong phòng tập rất là nhiều. Cảm thấy là may mắn khi mà anh em đã mang được phong độ tốt nhất đến trong cái khoảnh khắc quan trọng nhất. Khán giả hú hét điên cuồng không ngừng nghỉ. Đến khi kết thúc rồi, khán giả vừa hú hét khăn lại vừa ném. Mà anh Trấn Thành chưa cần kêu gọi là khăn cứ ném vút 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 lên. Lúc đấy là chỉ biết phê thôi. Ladies and gentlemen, những nhân vật thú vị nhất của Street Dance Việt Nam năm nay thưa quý vị: Damon, Hoàng Âu, CK, Kirby và Đăng Quân. Những chiếc khăn đầu tiên và tiếp theo là những chiếc khăn nữa tự động lên sân khấu khi tôi còn chưa announce là voting. Có nghĩa là độ phấn khích của khán giả và các vị giám khảo ngồi ở đây cỡ nào. Không rời được một giây. Đó là một phần biên đạo rất tuyệt vời với sự cố vấn của biên đạo Sơn Lâm, quán quân của So You Think You Can Dance mùa 3. Một tràng vỗ tay cho Sơn Lâm thưa quý vị. Mình với anh Bim đã có cơ hội làm việc với nhau, anh em đã chia sẻ với nhau rất nhiều. Anh Bim mặc dù ở bên Mỹ nhưng mà mình và anh Bim thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại cho nhau để anh em cùng nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại và tập luyện cùng nhau, chia sẻ với nhau. Một bài không thể nào rời mắt. Anh muốn em nói về cảm xúc của em khi em thể hiện cái bài này ngày hôm nay. Với cái sự yêu mến gọi là kinh dị như thế này lần đầu tiên anh thấy. Thật sự thì là hôm nay em rất là vui. Chúng em lên trên sân khấu và thể hiện không có một cái áp lực nào hết. Chúng em chơi với cái không gian của chúng em. Chúng em lan tỏa cái không gian của chúng em đến mọi người. Mọi người có cảm nhận được không ạ? Ý tưởng của bài chung kết nói về năm chàng nghệ sĩ đường phố vui tươi, hóm hỉnh. Mình nghĩ ra cái idea, mình lên những cái tuyến bài, mở bài, thân bài, kết bài. Âm nhạc của Quân rất là phức tạp, có trộn lẫn những âm thanh của đường phố, của xe cộ, gió, mưa. Đặc biệt là trong popping ấy, những cái âm để mình pop nó phải có một cái độ vang, một cái độ đầm. Để khi anh em bắt đầu pop, mọi thứ nó bùng nổ hơn. Các anh em phải đến studio của anh Hòa và nghe chọn từng âm thanh. Cái bài nhạc đấy mọi người tạo beat luôn. Nghĩa là lúc đấy CK mới nghĩ rằng là ơ không không không, đoạn này phải là bùng, chát bùng, trududuk, chát bùng, chàng chàng. Thế nhưng mà Quân bảo ơ em thấy đoạn này nó phải là bùng, chàng chàng, chát bùng, chát bùng. Thế là Bim bảo anh thấy rằng là nó phải trong bài của Quân, chi tiết là thứ quan trọng nhất, là thứ làm từ một bài tốt hay một bài tuyệt vời. Kể cả hình ảnh của đèn led khi nào chuyển, ánh sáng khi nào chuyển phải chính xác từng ly từng tí một. Lâm là người chọn từng hình ảnh một cho đèn led và cái thời gian từng giây một để cho nó chuẩn xác với động tác của Quân. Đội ngũ của Street Dance Việt Nam thật sự không phụ lòng Lâm. Anh CK, anh bỏ em là có lý do em biết, nhưng mà lý do này đáng nên là thôi, thay mặt toàn thể anh em team bảo anh tha thứ cho anh. Đầu tiên thì rất là cảm ơn Bảo Anh đã cho CK có thể đứng bài với cả Quân. Quân bảo là muốn làm một bài popping ở Street Dance Final không có. Không có lẽ gì CK không nhận. Tất cả những kỹ năng pop của Quân ấy là cũng là do CK rèn luyện Quân từ bé luôn. Đấy. Em học anh CK là từ hồi em 10 tuổi. Bây giờ là em 22 tuổi. Wow. Lời hài thật ấy. Tôi nghĩ là cái người hiện nay đang hạnh phúc nhất đó là Chi Buông. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã cho chị có lại cảm giác này. Hạnh phúc ấy. Mình xúc động vì
thấy được một thứ nó quá đẹp đang diễn ra trước mắt. Cái điều hay ở Quân á là Quân không bao giờ từ bỏ. Đôi lúc là vì cái cá tính của Quân khi đứng trên sân khấu, có thể đôi khi em nhận về những cái kết quả mà không như mong muốn, nhưng em không bao giờ từ bỏ. Và đến tận ngày hôm nay, đêm chung kết, see, I told you. Em yêu chị. Em cảm ơn chị. Tất cả những cái kiên định của Quân ấy khiến chị yêu Quân rất là nhiều. Và chị mong rằng là Quân hãy cứ mãi như vậy nha. Cứ mãi là Đăng Quân như ngày hôm nay. Và phát triển hơn nữa, tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Vâng ạ. I love you. Cái bài biên quá thông minh. Cái bài thật sự mà phải nói là chi tiết tinh tế khủng khiếp. Lần đầu tiên Quân lên làm quán quân. Năm đó là Quân chọn Dance Sport. Đến với Street Dance, tôi biết Quân với vai trò là đương đại. Để rồi cuối cùng đêm chung kết, Quân thi đấu với thể loại popping. Giới hạn nào cho anh chàng này? Anh ta là một cái người sinh ra để giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể, nhưng anh không mong muốn là vì cái điều đó mà em không phát ra âm thanh. Nếu em đã dành trọn cái cách em giao tiếp với thế giới này bằng hình thể thì em hãy kèm theo ngôn ngữ của em vào trong đó, để khi em biểu đạt nó ra, người ta hiểu em muốn nói cái gì. Và ngày hôm nay em đã làm được, em đã được anh nhận ra. Xin chào Đăng Quân. Em chào anh. Đăng Quân và Poppers. Và tiếp theo cũng sẽ là một anh chàng vô cùng đa năng. Thưa quý vị, Lê Hiếu, thành viên cuối cùng có mặt trong đêm chung kết. Chúc mừng Lê Hiếu. Cái cuộc hành trình đối với mình đó là một cái hành trình rất là đẹp. Từ những tập đầu tiên, mình cảm giác mình nhận được rất là nhiều. Mình có được cái sự tự tin hơn. Những cái mình làm không phải ai cũng làm được. Đã rất là lâu rồi mình không có được cái cảm giác bỏ tất cả mọi thứ đi chỉ để nhảy. Cái tiết mục cuối cùng đó chính là cái tiết mục mình được là chính mình nhất và mình có thể làm những gì.
Lê Hiếu Botti. Đối với mình nó rất là đẹp, đó cũng là lần rất là trọn vẹn với nhảy múa. Tại vì mình được trải nghiệm những cái câu chuyện của chính mình. Ba anh em đã trở lại làm một cái gì đó để mọi người nhìn thấy được là ba thằng nhóc nó đã trưởng thành. Khi mà mình nhảy xong bài này, mình cũng có cảm giác là team mình có thể sẽ được vào chung kết. Cao thủ về sử dụng đạo cụ cầm tay, biên đạo Tân Quắn. Một bài biên đạo rất là chỉnh chu và hoàn hảo. Và lần đầu tiên The Triple H, ba anh em chữ H cùng biểu diễn với nhau. Hiếu, Huy, Hào. Và tôi thấy có sự trở lại của khá nhiều gương mặt quen thuộc như là Ricky, Mini, Phantom. Cảm ơn các bạn, anh em đã hỗ trợ cho Lê Hiếu. Vì sao em đăng ký là B-Boy nhưng mà em lại kết hợp cả Breaking cùng chung với là Jazz đương đại? Như mọi người biết thì em đăng ký với sở trường là Breaking. Nhưng mà đối với em, tất cả các style nhảy múa, jazz, đương đại và những con người ở đây mới là thứ nuôi lớn em từng ngày. Xin lỗi quý vị, tôi có xúc động là vì biết câu chuyện của ba anh em Hiếu, Huy và Hào. Các bạn ấy là những bạn trẻ mồ côi được một người cha. Thưa quý vị, tôi muốn bổ sung thêm một chi tiết nữa, đó là ngoài ba anh em Hiếu, Hào, Huy thì tôi thấy là bên cạnh đó đây cũng là một người cũ đã từng tham gia cuộc thi do tôi dẫn chương trình, là một chàng trai thời điểm đó. Dĩ nhiên bây giờ vẫn là chàng trai, nhưng anh ta đã nuôi nhận ba đứa trẻ và nuôi dạy chúng nên người, và đó là Đào Phi Hải. Hải là bố nuôi của ba anh em. Và với em đó là những cái đẹp nhất của cuộc sống của ba anh em. Và hiện tại thì bốn anh em tụi em đã có một cuộc sống tốt hơn rất là nhiều. Sau rất là nhiều những khó khăn, rất là nhiều những nỗ lực. Và cái duy nhất mà tụi em luôn trân trọng đó là cái thứ tình cảm thiêng liêng này. Và nó sẽ tồn tại mãi. Cây là người được chứng kiến Lê Hiếu, Hào, Huy còn từ nhỏ, nước mắt này của anh rơi là nước mắt hạnh phúc và tự hào về em. Em đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Em đã hứa rồi nhé, hãy giữ tình cảm thiêng liêng này. Tôi nghĩ là những người mà giỏi như là Lê Hiếu hay là top 7 của chúng ta trong đêm chung kết, hay tất cả những ai, những captain ngồi đây, tất cả mọi người đều là người được lựa chọn. Tại sao trong bao nhiêu tất cả mọi người chúng ta ở đây không được Thượng Đế tặng cho cái món quà đó, mà chính những con người đó thì lại có những cái khả năng đặc biệt để có một món quà của Thượng Đế? Thì tôi nghĩ rằng là cái giá trị lớn nhất của một con người đó là sống. Chúng ta phải biết ơn. Bản thân tôi ngay bây giờ tôi cũng luôn sống để phải cống hiến, bởi vì mình đã được quá nhiều. Cho nên mình hãy lấy cái mà mình được chia sẻ cho những người đang còn gặp một cái ngã rẽ nào đó, hãy trao cho họ một chiếc chìa khóa đẩy họ đi thêm một đoạn đường. Bởi vì chúng ta là những người đã được tặng quà nên biết cách tặng quà ngược lại cho những người khác. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay tôi rất là cảm động trước câu chuyện của Lê Hiếu, sự biết ơn với người đã đẩy em đi một chặng đường. Lê Hiếu và anh em của mình Hào, Huy cùng với Đào Phi Hải và đồng đội. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là phần biểu diễn cuối cùng của top 7. Thưa quý vị, Hoàng Đại. Hoàng Đại ạ. Xin chúc mừng tuyển thủ Hoàng Đại có mặt trong đêm chung kết đại diện cho team Trọng Hiếu. Khi mà Đại bước vô vòng chung kết, thay vì kiểu là áp lực vì các team khác có hai người, thì Đại thấy rất là tự hào vì mình đang cảm giác mình chiến đấu cho phần của rất rất nhiều người nữa và đã gửi gắm ở mình ấy. Nên mình nghĩ là đấy là một cái sứ mệnh rõ ràng. Mình được đi vào cuộc thi này cùng với người yêu mình vào Hot Check để diễn cái bài biên đạo của mình. Về thì kiểu cũng có nhiều anh em khen, kêu là cái bài đấy tư duy biên đạo nó high level. Những cái vòng sau chọn team Hổ Báo, có anh Trọng Hiếu, được kết nối với rất nhiều những cái anh em ở khắp mọi miền, mọi thể loại. Đây chính là cái màn showcase cuối cùng của tất cả mọi người, trong đấy có mình được nhảy cùng với những anh em thân thiết trong nhóm mình. Mình được làm việc với cố vấn là anh Hải, là một người anh mà mình rất respect, những đối thủ, những dancer mạnh nhất Việt Nam. Mình được nhảy trong một cái bầu không khí những khán giả là những người yêu nhảy múa, anh em ở mình ở bên dưới cổ vũ. Nên còn gì nữa đâu mà không tận hưởng.
mong manh như giọt sương trên lá buồn, lá rơi trên mặt đất tôi bước chân, trái đất cứ quay tròn tôi đung đưa đung đưa, tôi trong mặt ngã xuống có ai ơi, một tay đỡ cái thân này giúp tôi, chẳng còn nước mắt tôi mà ngừng, trái đất vẫn cứ quay tròn đây thôi, ai rơi vì trái đất vẫn quay, chờ đợi ai, và nếu anh không đi rồi anh sẽ mình nghĩ là mình muốn trải qua khi mà nhảy ấy. Cái dư âm của việc cát đổ xuống và cái cảm xúc của bài tạo nên ấy, nó làm cho mình vẫn kiểu muốn ở đấy mãi, và mình muốn chuyển động tiếp và ở trong cái không gian đấy. Cát nó là thể hiện cho thời gian, rồi sau này mình cũng sẽ hóa thành cát bụi. Hải và Đại đã lựa chọn cát để làm cái đạo cụ duy nhất của bài diễn. Liên tiếp sởn da gà, những cái tiết mục nối tiếp nhau làm mình sờn da gà. Từ những vòng trước, những gì mà Đại đã cống hiến, những gì mà Đại đã làm, nó đã khiến mọi người rất là ngưỡng mộ. Bro, hôm nay rất là xuất sắc đây nha. Thank you bro. Một lời khen ngợi dành cho anh Hải 2D. Em thật sự, lần đầu tiên mà em gặp anh Hải 2D là khi em còn bé lắm, suốt ngày đi theo xem các anh tập nhảy. Em không thể ngờ rằng là mai, sau bao nhiêu năm lâu như vậy, hôm nay em lại có cơ hội được gặp lại anh. Rất là tuyệt vời khi mà anh đã dành những cái điều quá đẹp đẽ cho Hoàng Đại cũng như các bạn. Anh cảm ơn anh. Hoàng Đại đến với Street Dance Việt Nam ban đầu với cái mục tiêu giành được giải quán quân, nhưng mà trên hành trình Đại đã làm lớp phó Thiêm Trọng Hiếu, và để làm được những cái phần trình diễn ấn tượng, Đại phải bỏ những cái tôi của mình, phải bỏ cái mục tiêu cá nhân. Bỏ cái tôi của mình không hề dễ. Bỏ cái tôi của mình để mình nghĩ cho những người khác, để mình làm được những cái to lớn hơn rất là hiếm. Không biết được là hôm nay sẽ thắng hay thua, nhưng mà Hiếu tin rằng là Hoàng Đại là một trong những biên đạo đỉnh nhất của Việt Nam. Em thừa nhận là em có mục tiêu giành quán quân, nhưng mà cái đấy không phải là cái ưu tiên cao nhất. Nó chỉ là một cái giúp em có động lực thôi. Trong chương trình này em đến, em còn có một cái sứ mệnh nữa. Em nghĩ là biên đạo không nhất thiết phải là một thể loại. Cái việc biên đạo hay là việc freestyle đối với em, nó chỉ là những kỹ năng của dancer. Em ở đây để chứng tỏ cho mọi người thấy em là một dancer toàn năng, và em là một dancer có khả năng biên đạo cũng như khả năng freestyle. Và em hy vọng là cái điều đấy có thể truyền cảm hứng cho tất cả những người ở đây đang là battler hoặc là biên đạo. Mọi người có thể làm được tất cả những việc đấy.
Đó là tất cả những gì mà các street dancer muốn hướng đến. Chỉ cần âm nhạc vang lên, chúng ta đều có thể di chuyển cơ thể mình với nó và kể câu chuyện của mình. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hoàng Đài, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần biểu diễn showcase của Top 7 đêm chung kết. Thật sự phải nói rằng là rất là vui sướng và hạnh phúc, cực kỳ thăng hoa khi đứng đây tại một sân khấu lộng lẫy như thế này. Không biết tại sao cứ vào tham gia vào chương trình về nhảy múa thì tôi lại khóc rất là nhiều. Cố gắng không khóc chứ để người ta đừng gọi mình là thành cry, nhưng mà không được, không thể, nó cứ tự đến thôi. Đó là những giọt nước mắt của sự đồng cảm, của sự thăng hoa, của sự tôn vinh cho ai đó làm thật tuyệt vời cái bộ môn mà họ đang theo đuổi. Đó là phần thưởng dành cho tất cả những người đang làm cái công tác là chiến binh của tâm hồn, mang câu chuyện từ tâm hồn trao gửi cho nhân loại. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Hương sắc cực thơm mát, sát gần nhau. Quý vị và các bạn đang trở lại với Street Dance Việt Nam. Đây là phần công bố kết quả dành cho top 7 của cuộc thi. Chúng ta đến với bảng B trước ạ. Ở bảng B chúng ta có phần thi đấu của Citolo, Solo D và Quốc Tiếp. Số phiếu đầu tiên 67. Xin chúc mừng. Solo D. 2 người còn lại có số phiếu bằng nhau. Đó là Citolo và Quốc Tiết, thưa quý vị. Con số đó là 63. Chúc mừng Saladin nhất bảng B. Xin chúc mừng Saladin nhất bảng B. Bạn sẽ là một trong quán quân hoặc á quân của cuộc thi này. Dodo đã ném khăn cho cái bài showcase của Saturday. Saturday đang thể hiện được tinh thần của B-Boy, mang tất cả những anh em B-Boy của Saturday mang lên sân khấu và tôn vinh cái thể loại của mình. Ở trong bài của bạn có những cái chi tiết để nhấn nhá nó rất là tinh tế, mà anh cực kỳ thích đó là khi mà cái đoạn bạn ngồi ở dưới ghế xong sau đó bạn tung một cái và đứng trên nó. Khi mình vào chung kết, build up được cái phong cách của mình và cái thể loại của mình là một điều rất là tốt, nhưng mà cần phải có những cái yếu tố cốt truyện chẳng hạn để có thể làm cho khán giả hài lòng. Thì Hà Lộc cảm thấy là Solo thiếu một tí xíu thôi. Kết quả này nó chính là cái sự lựa chọn của C2 để được làm những cái điều mình thích. Chính vì thế mình nghĩ rằng C2 cũng có những cái điểm hạnh phúc với những gì C2 đã được làm. Đối với bài Quốc Tiết, nửa bài đầu anh cảm thấy rất là hay, nó rất là raw của hip hop. Nửa bài sau hơi bị đi xuống một chút xíu khi mà đoạn của Tà Linh ra, cảm giác là chưa thật sự hòa quyện với nhau lắm. Lỗi trục trặc về ghế cũng làm phân tâm. Chúc mừng một thành viên của team Jibu. Số phiếu đầu tiên dành cho bạn A. Tôi biết đây không phải là số phiếu thực sự mà bạn ấy phải nhận. 39 phiếu thuộc về Sonic Boom. Tất cả chúng ta đều ghi nhận Sonic Boom. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Sonic Boom. Mình trách bản thân mình. Mình không nhảy tốt nhưng mà mình phải có chiến lược tốt. Mình phải dẫn dắt được team mình. Nhưng cuối cùng mình không dẫn được một người nào vào tới chung kết tranh hạng hết. Thì đó là lỗi của bọn anh. Cho phép bọn anh gửi cái lời xin lỗi này tới hai bạn tuyển thủ. Con số tiếp theo là 88 trên 101 phiếu. Xin chúc mừng Hoàng Đại. Như vậy một lần nữa, Lê Hiếu và Đăng Quân lại đụng độ nhau. Cái người mà mình luôn mong là quán quân nhất đó chính là bản thân mình. Nếu như không phải là mình thì cái người xứng đáng nhất chính là Đăng Quân. Người về nhất cách người về nhì 2 phiếu. Con số là 95 và 97. Nếu như Team Chibu đã có một thành viên, ngay bây giờ thành viên còn lại cũng bước vào vòng chung kết. Thưa quý vị, đó là Đăng Quân. Wow, xin chúc mừng Chibu là đội duy nhất có cả 2 thành viên bước vào vòng ba đồ. Đồng nghĩa với việc đây sẽ là
Á quân và quán quân của cuộc thi năm nay. Vẫn chưa thắng được Quân lần hai. Trong bài biểu diễn của Quân thì thông minh quá, đưa cái thể loại popping lên nè. Thứ hai nữa là có câu chuyện và có tính chất giải trí, có cả music quality. Cả tổng thể nó gồm lại thì nó mang lại một bài biểu diễn như là một bài biểu diễn Broadway với chất liệu popping vậy. Nó đẹp kiểu lung linh. Nếu mà bạn tưởng tượng đấy là một cái nhà hát thì nó đang kiểu diễn ra dưới một bầu trời mưa và có tuyết ấy. Wow, những chú hề chú đang làm việc tuyệt vời. Mỗi một bài nó đều có mang cái năng lượng và những câu chuyện rất là khác nhau. Và rõ hơn đó là câu chuyện của bạn Lê Hiếu ngồi đây để xem Hiếu trình diễn một cái bài mà nói về cuộc đời của Hiếu, mình rất là cảm xúc. Tuy nó không là điểm cao nhất ha, nhưng mà nó vẫn có mang đến một cái dấu ấn gì đó, nó rất là hoàng đại và cách sử dụng cát cũng rất là nghệ thuật. Đến cái lúc cuối cùng, cát nó rải xuống, cái ánh đèn nó chiếu xuống nữa và trong đó nó có kim tuyến thì nó làm cho mọi thứ nó rất là lung linh và rất là đẹp. Cái hình ảnh trong cái bài này hoàn toàn rất là thuyết phục Lộc. Xin được cảm ơn sự đóng góp của Si Thu Lộc. Cuộc tiếp Hoàng Đại, Sonic Boom và Lê Hiếu. Rất là tiếc khi mà Chim Cây không được vào chung kết, nhưng mà Cây nghĩ là tất cả các khán giả đây là công tâm nhất. Xin được chúc mừng Đăng Quân và Celery. Respect cho tất cả 7 tuyển thủ ngày hôm nay. Chúc mừng Celery và Đăng Quân vào đấu battle. Hiếu mong chờ một battle dã man luôn. Yeah. Đối với bọn anh, kết quả này là một cái kết quả xứng đáng. Bọn anh rất là yêu quý Đăng Quân và Sailor D. Hy vọng là Street Dance những mùa sau chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những con người đam mê như thế này. Street Dance mùa sau hãy quay trở lại nhé. Chị Pu có ngờ đến cái kết này không ạ? Em vẫn còn rất là run sau khi mà nghe kết quả này. Chúc mừng hai em yêu của chị đã nỗ lực hết mình để có thể giành được hai vị trí xứng đáng này. Đối với Chi thì mình đến với chương trình Street Dance Việt Nam, mình tìm quán quân cho cả chương trình, không phải quán quân cho một mình Chi. Nên mong rằng là kết quả có như thế nào sẽ vẫn nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người. Salady cùng với Đăng Quân sẽ thi đấu phần battle cuối cùng, và ai chiến thắng người đó sẽ là quán quân mùa 1 của Street Dance Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ chính của chương trình, nhãn hàng Clear. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Mirinda và nhãn hàng Close Up. Xin được cảm ơn các đơn vị đồng hành Bamboo Airways, Jollibee, VNPay và Caro, cũng như là cảm ơn các đơn vị hỗ trợ trang phục Now Sài Gòn và Nike Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả những sự hỗ trợ để mang đến cho thí sinh những gì tốt đẹp nhất ạ. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các cố vấn đã luôn đồng hành cùng chương trình và đưa ra những sự đóng góp về chuyên môn. Xin được mời 4 vị cố vấn lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn từ chương trình. Xin mời cố vấn Dodo Nguyễn, Phước Ly, Mai Tinh Vi và Dương Anh Mỹ. Xin mời. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cố vấn Việt Max, nhưng mà vị này anh có bận việc riêng nên không tham gia đêm chung kết được. Xin cảm ơn các vị cố vấn biên đạo Phước Ly. Chương trình cũng xin được cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của 4 vị captain Trọng Hiếu, Chi Pu, Bảo Anh và Kay Trần. Trước đêm chung kết có một phần bình chọn cho thí sinh được khán giả yêu thích nhất, và nhân vật này sẽ nhận được giải thưởng, đó là toàn bộ chi phí thực hiện MV Dance cho riêng mình. Và xin được chúc mừng Celery. Và xin mời ông Đàm Việt Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Truyền thông On sẽ lên sân khấu trao tặng cho Celery giải thưởng này. Một tràng pháo tay chúc mừng cho Celery. Thưa quý vị, nhãn hàng Clear cũng rất là mong muốn gửi tặng 6 giải thưởng, được gọi là giải thưởng đầu lạnh tim nóng, cho 6 tuyển thủ ấn tượng trong suốt quá trình thi đấu. Mỗi người sẽ nhận được giải thưởng là 100 triệu hiện kim. Đến từ team Bảo Anh, xin chúc mừng Sonic Boom. Đến từ team K-Dun, xin chúc mừng Quốc Tít. Đến từ team Trọng Hiếu, xin được chúc mừng Jack Gia Linh và Mini Phantom. Đến từ team Chi Pu, xin chúc mừng Đăng Quân và Salady. Xin được mời bà Ngô Tú Linh, trưởng nhãn hàng cao cấp Clean and Clear Man sẽ lên sân khấu trao tặng giải thưởng dành cho 6 tuyển thủ nhận được giải đầu lạnh tim nóng, mỗi giải 100 triệu hiện kim.
là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Hương sắc cực thơm mát, sát gần nhau. Thân chào anh em. Yeah. Chúng ta lại có mặt ở vòng tròn định mệnh này. Anh bạn quen thuộc của tôi, vâng, DJ KS. Ta sẽ đến với trận battle khủng khiếp nhất của Street Dance Việt Nam để tìm ra quán quân mùa đầu tiên. Luôn luôn cái tiêu chí của mình là gì? Âm nhạc là hàng đầu. Khi mà chúng ta cùng nhảy chung một sân khấu các thể loại với nhau, cái việc chung của tất cả anh em đấy là gì? Về âm nhạc và tinh tế hơn, người đấy có cửa chiến thắng nhiều hơn. Hà Lộc sẽ quan sát các bạn về cách xử lý cái thể loại của bạn trong cái âm nhạc. Mỗi người sẽ thể hiện được cái cá tính, cái vibe của mình và đặc trưng cho cái bộ môn của mình. Thí sinh phải ra được nhiều concept khác nhau, sự miêu tả âm thanh của các bạn như thế nào, sự bùng nổ và giành được sự hưởng ứng của khán giả như thế nào. Tiêu chí của Đô là muốn xem mọi người thể hiện được cái tính chất bộ môn của mình, cái foundation của thể loại mình là gì và làm sao để mọi người có thể truyền tải cái foundation đó cùng với âm nhạc một cách tự nhiên nhất. Cái tiêu chí đầu tiên của mình nó luôn là energy, cái năng lượng, nó là điên, crazy, cái gì đấy nó vượt ra khỏi tầm của con người. Năng lượng là cái để nuôi được cái sức điên đấy mình có thể vứt ra cho khán giả cùng cháy với mình. Tiếp theo nó là về sức bền, để duy trì được cái nguồn năng lượng đấy liên tục, kể cả là 20 hay 30 round mình vẫn có thể đứng đấy mình nhảy. Và thứ ba, yếu tố khán giả, bạn có đủ để làm tất cả mọi người đứng để. That's all, good luck, peace. Tôi nhắc lại cho các bạn nghe một chút về ân oán giang hồ. Salary đã từng hy sinh để đấu hồi sinh đăng quân của chúng ta ở Team Chi Phương. Đăng quân, có vì cái ân tình đó mà em sẽ nhượng bộ cho Salary, người đã từng mang em đứng đây hay không? Em nghĩ là anh của em không thích điều đấy. Trận đấu đối kháng tranh hạng có tên là Battle Không Phục sẽ có 3 hiệp đấu. Hiệp 1 có 5 round, hiệp 2 3 round, hiệp 3 2 round, mỗi round là 45 giây. Sau mỗi hiệp, MC sẽ hỏi hai tuyển thủ có ai không phục không, tuyển thủ nào trả lời trận này tôi phục rồi thì phần thắng thuộc về tuyển thủ còn lại. Tuyển thủ nào muốn tiếp tục trận đấu sẽ bước lên một bước, khi đó các giám khảo hiện trường sẽ tiến hành vớt khăn. Để đứng được lên cái vị trí là top 2 và được đấu với cái tinh thần là đối kháng thì nó phải kịch tính như thế nào, thì mình đều cố gắng để mình làm được những cái điều đó. Bao nhiêu năm đấu rồi, mình chưa bao giờ có một phút giây là mình nghĩ là mình sẽ bước ra và nói là tôi chịu thua cả, mà lại còn là đến chung kết nữa chứ. No. Cứ sai là đi lên sân khấu là sai là đi thắng. Sai là đi luôn luôn là vô địch. Giống như là sai là đi sinh ra là để chiến thắng tất cả các cuộc thi đấu, kể cả b-boy hay là freestyle. 10 round là một thử thách đấy, bất kể style nào nó sẽ đòi hỏi về sức bền, chất liệu, tinh thần. Cái lửa của mình phải luôn giữ xuyên suốt 10 round. Nếu như mà hai bạn này battle thẳng với nhau thì mình tin chắc là sai là đi ăn rất nhiều phần thắng. Thế nhưng lại là battle với nhau rất rất nhiều round thì mình nghĩ một popper ấy, họ sẽ dự trữ năng lượng được tốt hơn b-boy. Mình khá là lo cho Sylady. Quân thì lại có một cái cách trình bày cái kỹ thuật của mình một cách rất là sân khấu, nên nhiều khi cái tính đáp trả và phản ứng với lại đối thủ nó lại không đủ. Nên khi mà đấu ở những giải đấu thuần underground, Quân thường không được vào sâu, nhưng với sân khấu đấu với lại khả năng trình diễn thì Quân là một đối thủ đáng gờm. Chúng ta có hai loại khăn, một là khăn màu, hai là khăn của vòng audition, là khăn số. Chúng tôi sẽ lựa chọn người nào nhận khăn số nha. Và chúng ta sẽ bình chọn khăn số cho Đăng Quân và bình chọn khăn màu cho Saladi. Và bây giờ vòng thi battle dành cho quán quân và á quân của Street Dance Việt Nam mùa 1. Lượt thi đầu tiên bắt đầu. Yeah yeah yeah. Give it up for Đăng Quân.
Saladi. Hey!
chúng ta vào đăng cường. Chúng ta vừa đến với lượt thi đấu đầu tiên. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Saladi và Đăng Quân. Ở vòng 1, 5 lượt đầu tiên, mình ra với cái chiến thuật là làm sao để mình ra nó vẫn đầy đủ những cái kỹ thuật nhưng mà vẫn phải giữ cái thể lực thật là tốt, thật là cân bằng. Và mình nhận ra một điểm đặc biệt ở Đăng Quân là hầu như là không quan tâm đến là mình đang trêu cái gì hay là đang làm gì. Em cứ feel thôi, không bị cuốn theo mình. Khá tự tin khi mà đứng trước mặt mình. Quân chỉ tập trung vào tạo một cái bầu không khí và một cái cảm nhận, cảm giác và vẫn chất lượng đấy, vẫn kỹ thuật đấy. Nhưng tuyệt chiêu thì vẫn để dành những vòng sau. Nhưng Saladi đã tung ra những cái quả đầy kỹ thuật và đầy đòi hỏi thể trạng cao. Có tuyển thủ nào không phục hay không? Bước lên một bước. Vô tình bắt đầu. Bởi vì là Đăng Quân xử lý nhạc tốt hơn, 5 round hầu như là đều có một cái chốt sai lời đi thì có vẻ hơi lo lắng. Đăng Quân có nhiều khả năng ăn bởi vì nhảy tận 5 round lận. B-boy mà làm 5 round thì thật sự là mệt lắm luôn ấy. Thế sao bố? Mình đã được chứng kiến Saladi battle rồi trong những vòng trước. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy Quân battle, trời ơi hâm mộ quá. Không ngờ rằng là Quân khi battle còn điên gấp nhiều lần những lúc bình thường. Với lượt thi đấu đầu tiên, tỷ số là 1 phiếu trắng 32-68. Và người chiến thắng ở lượt đầu tiên là Đăng Quân, xin chúc mừng. 1-0 cho Đăng Quân. Round 1 là cái lúc mình bình tĩnh thôi, mình thả mình và mình tìm hiểu đối thủ. Mình tìm hiểu xem là ở xung quanh cái không gian như thế nào. Rồi bắt đầu mình mới hòa mình và mình mới băng bộ. Chắc chắn là không có gì bất ngờ cả, bởi vì bên dưới có rất nhiều street dancer chuyên nghiệp rồi. Và người ta cảm nhận được, đối với mình lúc đấy nó không phải là thắng thua là ở điểm này nữa mà do cái cảm nhận của từng người. Khi mà người ta đang thích hoặc là đang muốn xem một cái dòng chảy nó như thế nào. Chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu thứ hai, 3 round. Chúng ta sẽ xoay chai. Sẽ là đi trước. Mình nhận ra là Đăng Quân khá là thiếu nụ cười, cho nên là mình phải dùng cái màu thật là funky, thật là vui vẻ. Đăng Quân mà đã deep rồi thì mình phải dùng cái màu vui tươi để đấu lại em ấy. Ở round 2 thì mình vẫn giữ chiến thuật là mình sẽ ra thật tốt, những cái kỹ thuật, những cái cảm giác sẽ đẩy thể lực lên một chút. Các bạn thân yêu, và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chúng ta đến với lượt thi thứ hai. Lần này Saladi sẽ là người đi trước. 3, 2, 1, go! Ladies and gentlemen, please give it up for Saladi.
ok. And Tăng Phương. Rất là bất ngờ khi anh Đạt ở trong round 2, anh Đạt quá tuyệt vời. Nghĩ là mình đã thể hiện đúng cái tư tưởng của mình khi mà bắt đầu round 2 này là nhảy thật sự vui vẻ và cảm nhận âm nhạc lẫn động tác. Celedy bắt đầu tính toán hơn, đối thủ cực kỳ thông minh. Trong trận đấu vừa rồi, có tuyển phụ nào không phục hay không? Bước lên một bước. Tiếp tục, voting. Đến cái hiệp thứ hai thì có 3 round. Thì hiệp đấy mình thấy rằng là Sai Lý bắt đầu lấy được tinh thần. Và 3 round đấy Sai Lý làm quá tốt 3 cái round đó. Cảm giác là cái round này chắc chắn Sai Lý thắng. Bởi vì 3 round Sai Lý ăn đứt tất cả các tuyển thủ ở Việt Nam.
Tôi đã có kết quả trong tay. Có 1 khăn bình chọn không hợp lệ, 8 khăn bỏ phiếu trống. Và tỷ số là 26-66. Chúc mừng Salady. Và Đăng Quân làm những cái nhạc của ba round đó không ra được cái âm thanh đấy, cảm nhận nó không tốt về âm nhạc đấy. Vì vậy là cái round đó mình đã ném cho Salady. Tỷ số sau 2 lần thi là 1-0. Và đây sẽ là trận quyết định. Thể trạng lúc này của mình thì có thể nói là máy bây giờ mới nóng này. Round 1 chỉ là khởi động, round 2 bắt đầu là mới toát mồ hôi. Cơ lúc đấy nó mới nóng lên thì bây giờ mới chính là mình ở trên sàn đấu ấy. Rất là muốn nhảy luôn, thực sự là muốn đấu luôn round 3. Bởi vì là cái trận đấu này nó đang diễn ra rất hay rồi, nó đang rất là kịch tính rồi. Và trong round 3 này là mình sẽ bung hết. Khoảng 1 phút rưỡi nữa thôi. Cái 1 phút rưỡi này mình phải làm như thế nào nó thật là trọn vẹn. Ở lượt thi đấu này chúng ta có một thay đổi nhỏ nhỏ để cho tiện việc kiểm khăn. Chúng tôi thay đổi màu khăn một chút. Chúng ta bình chọn khăn màu xanh lá cho Salady và khăn màu cam cho Đăng Quân. Bây giờ chúng ta hãy xem ai là người đi trước ở round cuối cùng này nhé. Em luôn phải không? Ok. Cái khoảnh khắc mà anh Salady bảo không cần phải xoay chai, anh sẽ ra trước, mình cảm thấy rất là tự hào về anh mình. Cái tinh thần của mình cũng được kéo lên từ lúc đấy. Quá hay, Salady quá hay. Bởi vì bạn ấy vốn là một người chuyên battle mà. Ra trước là thể hiện cái sự tự tin của mình ở trên sân khấu. Hai anh em là cùng nhau feel, cùng nhau trôi trên con sân khấu này nốt thôi. Mình với anh Đạt cũng đã nhìn nhau và cảm nhận được cái điều đấy từ ánh mắt của nhau. Như vậy ở lượt thi cuối cùng, Salady sẽ đi trước. And here we go, final round. And Salady. Oh,
big applause to Sanity and Đăng Quang. Và cái round cuối cùng đấy là mọi người phải ra hai lần. Quân và Silady chỉ cách nhau một ly thôi. Và mình thấy một ly này là nằm ở Đăng Quân. Bởi vì là như mình nói, âm nhạc là cái quan trọng nhất. Quân xử lý nhạc về flow, về âm thanh, về mọi thứ nó nhiều và nó tinh tế hơn Silady. Vì vậy là mình đã vote cho Đăng Quân. Mình ném khăn cho Silady bởi vì là Silady thể hiện cái tinh thần battle cao hơn hẳn với Đăng Quân. Và bây giờ sẽ là giây phút Đăng Quang, Silady và Đăng Quân đến từ team Chipu. Quý vị và các bạn thân mến, Á Quân dành cho chương trình Street Dance Việt Nam sẽ nhận được giải thưởng 100 triệu hiện kim. Và giải thưởng dành cho Quán Quân là 1 tỷ đồng. Thưa quý vị, ở phần thi vừa rồi chúng ta có 3 lượt thi. Lượt đầu tiên Đăng Quân thắng, lượt thi thứ hai Silady thắng, tỷ số là 1-1. Và kết quả này sẽ là kết quả quyết định ai là Quán Quân và ai là Á Quân ở lượt thi cuối cùng. Trong lượt thi cuối cùng chúng ta có số phiếu là 41/55, xê xích rất là nhỏ. Và xin chúc mừng Quán Quân đầu tiên của Đây Chính Là Nhảy Đường Phố Street Dance Việt Nam mùa 1, đó là một người đàn ông nghị lực và đã đại diện cho cộng đồng nhảy múa của mình biểu diễn. Để giành chiến thắng một cách thuyết phục. Và đó là một người nói giọng Bắc. À, tôi nhầm, cả hai người đều nói giọng Bắc à. Một người đeo kính, một người đeo nón. Tôi xin chúc mừng. Người không đeo kính, Đăng Quân. Đăng Quân, Quán Quân đầu tiên của Street Dance Việt Nam mùa 1. Và Silady, Á Quân mùa 1 của Street Dance Việt Nam. Give it up for Silady và Đăng Quân. Trong trường hợp này chúng ta chỉ có một mình Chipu. Chúc mừng Silady. Và đây là giải thưởng dành cho Quán Quân, Đăng Quân. Thưa quý vị, cuối cùng thì Đăng Quân cũng đăng quang. Xin một đám tay đồng nhiệt cho Á Quân, Silady và Quán Quân, Đăng Quân đến từ team Chipu. Quân đã làm cái hat-trick rất là lớn, đó là vô địch từ Việt Nam Got Talent, vô địch Show You Think You Can Dance mùa 5, bây giờ là vô địch Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên. Thực sự là một cậu bé vàng của nền nhảy múa của Việt Nam. Xin chúc mừng Quân, Đăng Quân cuối cùng cũng đã đăng quang. Đăng Quang là con, tên con của Đăng Quân đó. Quân đã không phụ lòng lầm và Quân đã chiến đấu cho bản thân anh ấy. Quân tung tất cả tuyệt chiêu và đã thấy được kết quả. Quán Quân Street Dance Việt Nam mùa 1, Đăng Quân. Một Quán Quân không thể nào xứng đáng hơn. Và làm việc với em, được biết đến em là một niềm vinh dự của anh. Xin mời ông Nghị, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông On lên sân khấu trào hoa cho Quán Quân của cuộc thi. Xin mời. Xin một tràng tay đồng nhiệt cho Á Quân, Silady và Quán Quân, Đăng Quân. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi sẽ được khép lại mùa 1. Đây chính là Nhảy Đường Phố Street Dance Việt Nam ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở mùa 2 cùng với Street Dance Việt Nam.
Trong tập sau, khán giả sẽ được thưởng thức sân khấu đầu tiên sau 2 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc của đội trưởng Chipu, màn showcase đỉnh cao của khách mời Sơn Lâm, những trận cypher battle bùng nổ giữa các tuyển thủ, MV dance của Seller và những người bạn, cùng những khoảnh khắc lần đầu tiết lộ của vòng audition và hot share.